Quý cô bác tuổi Mậu Tuất kính mến, mình được vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác thong dong tận hưởng phúc khí cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958 tháng 5 âm lịch, được Phổ Hiền Bồ Tát ghé thăm, ban cho lộc phước, đổi đời giàu sang, bất ngờ trúng số, đứng vào hàng thượng lưu. Hoan hỷ đón chào quý mệnh chủ đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi, nơi lan tỏa giá trị sống tích cực, gieo niềm tin và hy vọng. Quý mệnh chủ thân mến, đã từng có câu nói như thế này, tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì vất vả trăm đường. Quả đúng như vậy, quý vị thấy đó. Trong xã hội luôn có sự phân chia giai cấp giữa giàu và nghèo. Người giàu, họ có tiền có của cải, vật chất luôn được sống ở những nơi xa hoa, đẳng cấp. Còn người nghèo thì không có gì cả, chỉ lo đầy đủ 3 bữa ăn một ngày thì đó đã là một hạnh phúc to lớn rồi. Nhưng không ai có thể giàu hay nghèo mãi, nó còn dựa vào số mệnh của mỗi người nữa. Và theo như luận giải các thầy tử vi khẳng định, trong tháng 5 âm lịch này có con giáp tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Mang số mệnh đại phú quý. Đã qua rồi cái thời nghèo khổ, tiền làm chẳng ra, chạy ăn từng bữa, nợ nần triền miên. Đúng tháng 5 âm lịch này, thần tài gõ cửa, người tuổi Mậu Tuất ban cho tuổi này vô số may mắn và tài lộc. Tiền bạc ùn ùn đổ vào nhà như thác lũ, nợ nần trả sạch, vàng đeo kín người, trăm tỷ về tay, trúng số liên tiếp. Vậy vận trình sẽ diễn ra như thế nào? Tuổi này sẽ được thần may mắn nào chiếu cố? Tất cả sẽ có trong luận giải chi tiết ngay sau đây. Mời quý mệnh chủ lắng nghe và chiêm nghiệm. Tử vi tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, tháng 5 âm lịch, được Phổ Hiền Bồ Tát ghé thăm, ban cho lộc phước, đổi đời giàu sang, bất ngờ trúng số, đứng vào hàng thượng lưu. Thưa quý vị, người tuổi Mậu Tuất có bản tính, chính trực, thành thật và thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa, trượng nghĩa. Người này yêu sự công bằng, rất hay đứng ra bênh vực kẻ yếu, có sự đồng cảm và luôn sẵn sàng chia sẻ vui buồn với họ. Bản mệnh sống có trách nhiệm, kiên trì, vì vậy luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng rất dễ làm mất lòng những người xung quanh vì tính cách đôi khi là dễ bốc đồng. Luôn trân trọng những người đã giúp đỡ mình và đồng thời sẵn sàng quay lưng với những người chơi xấu, lợi dụng mình. Tính cách tuổi này khá dễ thương, dễ gần, hòa đồng, điềm đạm, cần kiệm, rất giữ chữ tín, nói là làm. Biết nhìn thẳng vào sự việc để nhìn nhận, chấp nhận cái sai, họ dám làm dám chịu, vậy nên tuổi này dễ thành công. Những người tuổi Mậu Tuất là người rất tử tế, trung thực và không bao giờ có ý định dùng thủ thuật để đánh lừa người khác. Họ là mẫu người siêng năng, chăm chỉ, sống kỷ luật và kiên quyết thực hiện các quy định đã đặt ra. Với lối sống lành mạnh, họ trở thành hình mẫu của khá nhiều người muốn noi theo. Tuy là người không thích thể hiện, nhưng để phục vụ cho ý định tốt đẹp nào đó, họ sẵn sàng lên tiếng, sẵn sàng đối mặt với thực tế. Một khi mà họ tin rằng việc gì mình làm là đúng, họ sẽ theo đuổi đến cùng. Dường như không có ai có khả năng tác động làm họ lay chuyển. Trong các cuộc tranh luận, đối thủ thường phải nhượng bộ vì không thể vượt qua được ngôn ngữ logic và sắp xếp mọi thứ chặt chẽ của tuổi này. Người tuổi Mậu Tuất đều có đầu óc tổ chức thiên bẩm, họ cũng có khí chất của những nhà nghệ thuật và luôn cảm thấy hứng thú với các công việc có nhiều thử thách. Dường như không một ngành nghề nào có thể khiến cho họ bị nhụt chí. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá là bi quan. Tính cách họ nhanh nhẹn, tháo vát. Người thuộc tuổi này rất nhiệt tình với những hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Ngoài ra, họ còn rất hứng thú với loại hình công việc nhiều thử thách, họ sẵn sàng bắt tay vào công việc với tinh thần hăng say và hứng khởi.
Tuy nhiên đôi khi họ cũng khá bi quan và nóng tính. Họ có thể trở thành người chủ cũng như những nhân viên rất thành công. Nếu không vì những chuyện vặt vãnh hay vấn đề tình cảm cá nhân ảnh hưởng, thì chắc chắn họ sẽ trở thành những nhân viên tận tụy nhất. Các công việc phù hợp với họ đó là đạo diễn điện ảnh, nhà sản xuất âm nhạc, họa sĩ hay có thể trở thành nhà ảo thuật. Những người này có thể tự mình làm tốt mọi việc, đây cũng là yếu tố giúp họ trở thành người chủ, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. Nắm giữ vai trò là người chủ, họ rất công bằng, khẳng khái, nên nhân viên sẽ luôn biết cách làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu của họ. Đôi khi bạn thấy họ khắt khe, cần cẩn trọng trong việc suy xét một số vấn đề, song thực ra nội tâm của họ lại rất tốt. Họ có khả năng độc lập và có thể tự mình làm tốt mọi việc, họ rất phù hợp để trở thành chủ hiệu sách, đạo diễn điện ảnh, họa sĩ, nhà sản xuất âm nhạc hoặc nhà ảo thuật. Người tuổi Mậu Tuất cần khá nhiều thời gian để lập gia đình và sống ổn định với một người nào đó. Họ khá hời hợt trong tình yêu, có thể do họ không biết cách thể hiện cảm xúc của mình và khá vụng về khi bày tỏ tình cảm của mình với người yêu. Đàn ông tuổi Mậu Tuất là những người rất thích giúp đỡ và biết nghĩ cho người khác. Khi bạn bè gặp khó khăn hoạn nạn, họ sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Người yêu của họ đôi lúc sẽ cảm thấy là không vui vì việc này. Thực ra họ cũng rất coi trọng người yêu, nhưng chỉ không biết cách bộc lộ điều đó ra mà thôi. Phụ nữ tuổi này là những người rất rộng lượng với bạn bè và ít khi để tâm tới những sai lầm của người khác. Nhưng với người yêu thì họ lại tỏ ra nghiêm túc và chặt chẽ. Tuy người yêu chỉ phạm một sai lầm nhỏ thì họ cũng sẽ cằn nhằn mãi, cho đến lúc người yêu phải đầu hàng mới chịu thôi. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Tháng 5 âm lịch của người tuổi Mậu Tuất có tốt, có xấu. Bạn nên nhận ra được ưu khuyết điểm của mình là gì để có hướng phát huy hoặc sửa chữa phù hợp, như vậy mới có cơ hội được cải thiện vận mệnh. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh sẽ bị ngăn trở bởi những nguyên nhân khác nhau. Bạn có thể vướng phải sự bon chen, giành giật của đồng nghiệp, đối thủ, khiến công việc thêm phần khó khăn. Bản mệnh không nên lo sợ bị tụt hậu mà vội vàng chạy theo bước chân của người khác, bởi chưa chắc công việc khiến người khác thành công đã phù hợp với bạn đâu. Đáng mừng so với sự nghiệp thì con đường tài lộc của người làm ăn, kinh doanh có triển vọng hơn nhiều. Bạn có thể mở rộng quan hệ với những đối tác, khách hàng triển vọng và khiến mọi việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Bạn không ngại thay đổi, làm mới bản thân, khiến mọi người xung quanh sẽ bị hấp dẫn sẵn sàng bỏ đồng tiền ra với bạn. Tất nhiên trong quá trình làm ăn thì không tránh khỏi bon chen, giành giật. Song bản mệnh không hề chùn bước, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của mình. Tử vi tháng 5 tuổi Mậu Tuất âm lịch thấy rằng đường tình duyên đào hoa rực rỡ, bách việt soi chiếu, khiến bạn nhanh chóng tìm được những đối tượng phù hợp với yêu cầu của mình. Còn với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn vẫn luôn tiến triển tốt đẹp, dù bận rộn, hai người vẫn không quên dành thời gian cho nhau. Tử vi sức khỏe cũng là điều đáng mừng cho bản mệnh trong tháng này. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến Mậu Tuất, tuy nhiên bản mệnh đừng quên tăng sức đề kháng cho bản thân. Đầu tiên là phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất không gặp được nhiều điều thuận lợi là do nhiều yếu tố khác nhau. Dưới sự tác động của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh sẽ lơ là chủ quan trong công việc, gây ra những lỗi lầm đáng tiếc, phải tốn công sức để khắc phục. Khi mới được giao cho một nhiệm vụ nào đó, bạn có thể cảm thấy rất là hăng hái nhiệt tình, nhưng càng về sau đó, khi hứng thú đã giảm bớt, hoặc khi rắc rối bất chợt xuất hiện, bạn sẽ dễ nảy sinh sự chán nản, muốn buông xuôi hoặc cố làm nhanh nhanh cho xong, dẫn đến tình trạng là đầu voi đuôi chuột. Nếu cứ duy trì tình trạng làm việc như vậy, thì bạn không những khó có thể thăng chức, tăng lương mà còn dễ bị đánh giá thấp, khiến lãnh đạo không vừa lòng. Vì vậy, hãy nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần của mình, không nên để việc này tiếp tục phát sinh nha. Bên cạnh đó, thì mệnh chủ cũng cần luôn chú ý đề phòng những kẻ ganh ghét, bon chen trong môi trường làm việc. Bạn không nên quá dễ tin người, nghe vào những lời xui khiến của kẻ khác, cũng không nên bị kích động bởi những lời khích tướng. Hãy tập trung vào giải quyết tốt nhiệm vụ của mình trước khi quan tâm đến những vấn đề ngoài lề khác. Thiếu kinh nghiệm khiến cho bạn thường xuyên ngập ngừng trước khi đưa ra sự lựa chọn hoặc thay đổi quá nhanh chóng, dễ dàng lạc mất phương hướng mà mình đã đặt ra ngay từ đầu. Những lúc như thế này, bạn đừng ngại hỏi han, xin kinh nghiệm của những người đáng tin cậy, tin chắc rằng đối phương sẽ sẵn sàng đưa cho bạn một vài gợi ý hữu ích cho sự nghiệp. Tiếp theo là phương diện tài lộc. Ngược lại, với những biến động không ngừng trong sự nghiệp thì con đường làm ăn kinh, doanh của người tuổi Mậu Tuất lại có những bước tiến khá rõ rệt. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá
nhờ tin tưởng đi theo những lựa chọn ban đầu của mình. Tử vi tháng 5 âm lịch, tuổi Mậu Tuất âm lịch cho thấy bản mệnh có cơ hội được làm quen với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, giúp cho công việc làm ăn được đa phát triển nhanh chóng. Bạn nên nhân khoảng thời gian này để phát triển quy mô sản xuất kinh doanh hoặc mở rộng các mặt hàng của mình, tin rằng bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nếu có hướng đi đúng đắn. Bên cạnh đó, một số người không ngại thay đổi, sẵn sàng từ bỏ những phương thức làm ăn cũ cũng sẽ tìm được cơ hội để phát tài phát lộc. Tuy nhiên, dù làm ăn trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì bạn cũng phải chịu sự bon chen, giành giật của các đối thủ. Sự cạnh tranh là tất yếu trong bất cứ ngành nghề nào, hãy coi đó là động lực để thúc đẩy mình phát triển. Chớ nên quá căng thẳng hay lo lắng, bất an, chỉ cần cố gắng hết sức của mình thì dù kết quả ra sao đi nữa, bạn cũng có thể cảm thấy không hối tiếc. Tiếp theo là phương diện tình duyên. Chuyện tình duyên của người tuổi Mậu Tuất có những bước chuyển biến rõ rệt trong tháng 5 âm lịch này, bạn hãy sẵn sàng mời lòng để đón những tin vui. Nhờ có các tinh bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, bạn có thể nhận thấy xung quanh mình bỗng xuất hiện rất nhiều các đối tượng triển vọng. Thậm chí bản mệnh không cần phải quá nhiệt tình trong việc làm quen thì cũng có người chủ động đến với bạn. Bạn mạnh không nên quá vội vàng đến với một người nào đó, đôi bên hãy dành thêm thời gian để quan tâm, tìm hiểu với nhau. Nếu nhận thấy hai người có nhiều điểm chung thì hãy tiến tới, như vậy sẽ tránh được nhiều mâu thuẫn va chạm về sau. Các cặp đôi trong tháng 5 âm này sẽ thấu hiểu nhau hơn, tuy rằng vẫn có những cãi vã xảy ra, nhưng đó là chuyện thường tình trong các gia đình, đó được coi như là để gắn kết các thành viên trong gia đình mà thôi. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất không có gì là đáng lo ngại trong tháng 5 âm lịch này. Đó có thể coi là niềm an ủi lớn lao mỗi khi bạn phải đối diện với những điều không mong muốn trong cuộc sống. Vì có sức khỏe, hãy luôn cố gắng hết mình, đừng bao giờ có ý định bỏ cuộc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên cậy mình có sức khỏe mà lao động quá sức hoặc dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, không quan tâm đến chế độ sinh hoạt của mình. Nếu giờ giấc sinh hoạt thiếu khoa học, ăn uống không cân bằng dinh dưỡng, bạn sẽ khiến cho sức khỏe của mình nhanh chóng giảm sút đấy. Sau đây, mời quý vị cùng đi tìm hiểu tiếp về vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong tháng 5 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch. Tuần này, người tuổi Mậu Tuất được chính ấn che chở, dự báo một tuần công việc hanh thông, vạn sự thuận lợi, vận trình công danh. Sự nghiệp của bản mệnh đang có nhiều bước tiến rõ rệt, mọi khó khăn đều được đẩy lùi nhanh chóng, giúp bạn thuận lợi hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tuần đầu tháng này, bản mệnh may mắn gặp đúng thời thế, lại được quý nhân nâng đỡ, nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Hãy không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để có đủ bản lĩnh, thoải mái ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Tuần có hỏa khí vượng, nhắc nhở ngay tuần này, bận rộn công việc đến đâu thì cũng cần quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe. Bạn nên thường xuyên rèn luyện tập thể dục, thể thao để tăng cường sức đề kháng. Việc này có nhiều lợi ích cho bạn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuần thứ 2 từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 5 âm lịch. Tử vi tuần này của 12 con giáp nhận thấy, chịu tác động từ tỷ kiên, người tuổi Mậu Tuất có thể vấp phải tranh chấp, đối đầu vào thời gian này. Cạnh tranh trong công việc rất khốc liệt, đòi hỏi bản mệnh phải quyết liệt và cứng rắn hơn nữa mới mong làm tốt việc của mình, cũng như giữ được vị trí hiện tại. Dù bạn có tự tin vào bản lĩnh của mình đến đâu, thận trọng không bao giờ là dư thừa. Tuy rằng các mối quan hệ xã giao có thể không được hài hòa, nhưng bạn cũng chớ nên lo lắng. Hãy cứ tập trung làm tốt phần việc của mình là được. Chẳng ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy dùng năng lực để chứng minh cho mọi người thấy là bạn đang làm đúng. May mắn là mệnh chủ còn có sự hậu thuẫn của chính tài trên đường tài lộc. Việc kiếm tiền trở nên thuận lợi bất ngờ. Bên cạnh nguồn thu nhập đều đặn từ công việc chính, con giáp này còn có thêm một khoản tiền từ những nguồn khác, tích lũy ngày một tăng dần lên. Tuần này, được lục hợp nâng đỡ, người tuổi Mậu Tuất đón nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Tình yêu của các cặp đôi có cơ hội thăng hoa, rạn nứt cũng nhanh chóng được hàn gắn khi hiểu lầm qua đi. Những ai đang độc thân thì cũng có vận đào hoa nở rộ, tạo điều kiện để bản mệnh dễ dàng tìm được một nửa đích thực trong số những người đang vây quanh bạn. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao,
Tình cảm, 5 sao. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Hợi. Tử vi tuần thứ 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Cát tinh thiên tài xuất hiện trong tử vi tuần này của tuổi Mậu Tuất, báo hiệu một tuần thu nhập tăng tiến với con giáp này, bản mệnh có thể tăng thêm tiền trong túi từ nghề tay trái. Chỉ cần bạn chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này cũng có thể thoáng tay khi chi tiêu, không cần đong đếm từng đồng như trước đó. Thế nhưng, tài khí dư giả không có nghĩa là bạn chỉ nghĩ tới cách tiêu tiền mà không nghĩ tới chuyện tích lũy. Hãy xem đây là động lực tốt để bạn kiếm được nhiều tiền hơn, phát huy năng lực của mình trong việc kinh doanh, làm ăn, từ đó kiếm lợi nhuận tốt hơn. Thêm vào đó, ngũ hành tương sinh giúp con giáp này không còn đau đầu về những vấn đề tình cảm nữa. Vợ chồng hòa hợp, tình cảm gắn kết, chẳng gì có thể chia cách bạn và người ấy. Với người độc thân thì tuần này hãy nhận lời giới thiệu của đối tượng hay lời gặp mặt, làm quen của người thân, bạn bè nhé. Cơ hội nằm ngay trong tay bạn đấy. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường, nâu, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Dần, Thân. Tử vi tuần cuối, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5 âm lịch. Tuần này, thương quan cho thấy sự chủ quan và ngạo mạn có thể khiến cho Mậu Tuất mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong công việc. Bạn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân khá cao, do đó nên cẩn trọng hơn trong cách hành xử của mình. Sự nóng này có thể khiến bạn có thêm nhiều kẻ thù mà không hề hay biết, bạn sẽ làm phật lòng người khác bởi những lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Một vài sự việc sẽ không diễn ra theo những gì bạn mong đợi, nhưng đừng vì thế mà để bản thân hành động, khinh suất hoặc phát ngôn những lời khiến bạn sẽ phải hối hận sau này. Thời điểm này, mặc dù không có nhiều cơ hội tài lộc trong tay, nhưng nhờ nguồn chính tài ổn định, tuổi Mậu Tuất cũng chẳng có gì phải lo lắng về túi tiền của mình. Với những người làm công việc có lương cố định thì hầu như chẳng ảnh hưởng gì, chỉ có người làm việc tự do sẽ cảm thấy không hài lòng với tình trạng này và sẽ tìm cách để tăng thêm thu nhập. Ngũ hành dự báo, tình cảm của bạn tồn tại nhiều vấn đề khi mà đôi bên thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu, không thực sự cảm thông được những khó khăn của đối phương. Tuổi Mậu Tuất cần phải dành thêm thời gian cho người thân và gia đình, cùng chia sẻ tâm sự về những chuyện mình gặp phải trong cuộc sống, đừng chỉ lúc nào cũng chỉ mải mê với công việc, bận rộn kiếm tiền. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường, nâu, đỏ, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.